Chào tất cả các bạn. Xin anh ngày hôm qua đi bảy hai cái bị nứt cái niềng ra luôn, nứt cái niềng ra luôn à? Đây. Ông nghe nói xe này còn bảo hành á. Xe này còn bảo hành mà. Còn bảo hành thì nó phải... Sao nó phải sửa ta? Mà bảo hành mà chạy nó chưa đâu phải là nó bị đấy đâu. Dạ, đâu phải ấy thì... Ồ, nó bể cái niềng này. Thấm nhiều quá nó mòn. Dạ. Thấm nhiều quá mòn này thì nó bung ra chứ sao? Dạ. Anh quay vèo phát 180 độ không biểu. Ừ. Nó mòn gãy niềng mới lạ. Sắt dây mày vậy. Ừ. Có gì tháo được bán hết. Dây. Nó bằng cái này mà nó cứng là nó còn dày còn cứng được thôi. Bánh này là bánh đúc á, mà nó còn vậy. Bánh đúc. Bánh đúc cho nên nó dễ vỡ nè. Nó mới bánh đúc nó dễ vỡ nè. Nứt rồi hả? Nó nứt mẹ. Cái này đồ đặc chứ nó đâu có chạy mồ hôi đâu. Mồ hôi cái này chịu gì nổi. Yeah. Cậu hàng như thế mà. Đây nè. Tên đấy, không có xe này chưa sửa được cái thôi hàng này. Lại chậm về chứ về thì có xe đâu mà có nằm để đợi đi xe đâu mà xuống. Kiểm định, đang kiểm định. Có hiệu lực đến ngày tháng 4 2020. Bảo hành đến năm 2020 hả? À. Nó còn 3 năm nữa mà. Trông cũ lâu lắm rồi. Dạ. Này động bước lên bước xuống mà sơn này bung hết này. Như làm nhiều. Ừ. Ngày nào cũng làm mà. Làm. Có ngày hàng nhiều làm nát tối. Dạ.
trên này còn nguyên. Trong rồi năng trong là năng cái năng càng nữa mà càng này hai cái càng năng lên, năng lên là cái xuống nè, cái xuống là năng lên đẩy lên hạ xuống, đẩy lên thì là hạ xuống, còn cái này là năng cái, năng cái trục nha. Nâng cái trục này là nâng lên, này cũng nâng lên, này nâng lên, này hạ trục xuống là cái trục này. Trục nó vậy, cái này là nâng càng ha, trong là nâng càng, càng nhẹ lắm rồi. Cái này nó đè xuống nè, ngóc lên, ngóc lên ngóc xuống nè.
lên móc xuống. Đè cho cái này đẩy ra là móc xuống. Còn này nó ít hút vô là nó nâng lên. Nâng cái đầu mình lên. Dầu vô mở bò này cái ống hơi này cái ống hơi xuống này. Xuống này. Rồi chào các bạn.